Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thế giới bối rối trước sự tàn bạo của Trung Cộng ở Tân Cương. Trung Cộng trong tuần này đối mặt với bằng chứng tài liệu rò rỉ cho thấy họ đã xây dựng một nhà nước cảnh sát rộng lớn và tàn bạo ở vùng Tân Cương xa xôi. Trong một sự cố rò rỉ bất thường các tài liệu nội bộ chính thức của Trung Quốc, tờ New York Times đã đăng tải những tài liệu, những bài phát biểu bí mật của Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi người Hồi giáo bị nhiễm virus của chủ nghĩa cực đoan chấp nhận trải qua một giai đoạn điều trị can thiệp đau đớn. Vụ rò rỉ cho thấy bộ máy quan liêu máu lạnh của Bắc Kinh bắt đầu từ năm 2017 đã bắt giữ hàng trăm ngàn người Hồi giáo. Hầu hết trong số họ đều là người thiểu số Duy Ngô Nhĩ và nhốt họ mà không qua xét xử trong các trại cải tạo vì những hành vi thể hiện sự mộ đạo bình thường. Từ để dâu dài đến cầu nguyện bên ngoài các nhà thờ do nhà nước kiểm soát, các văn bản hướng dẫn đàn áp bao gồm lời lẽ được sử dụng để nói với những con người, những người con và cha mẹ bị bắt giam. Hãy trân trọng cơ hội được giáo dục miễn phí mà Đảng và Chính phủ đã mang lại để xóa bỏ các suy nghĩ sai lầm. Các quan chức Trung Quốc đã đưa ra 3 phản ứng trái ngược nhau. Chính quyền Tân Cương gọi báo cáo là một sự xuyên tạc hoàn toàn do các lực lượng chống Trung Quốc ở phương Tây dựng nên. Những người không thể chịu đựng được thì nhìn thấy khu vực của họ thành công. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có một phản ứng thận trọng hơn thay vì bác bỏ bản báo cáo một cách thẳng thừng. Ông gọi đó là một sự chắp vá vụng về nhằm bóp méo những cái gọi là tài liệu nội bộ để bôi nhọ các chính sách chống khủng bố và chống cực đoan hóa thành công của Trung Quốc. Phản ứng thứ ba đến từ phương tiện truyền thông nhà nước và một số quan chức lại hoàn toàn khác. Phản ứng này gần với sự thừa nhận rằng Tân Cương thực sự nằm dưới sự cai trị của bàn tay sắt và thế giới nên vui mừng vì điều đó. Zhao Nizhan là một nhà ngoại giao Trung Quốc và là một dư luận viên cao cấp sử dụng tài khoản riêng của mình trên Twitter, một nền tảng truyền thông xã hội bị cấm tại Trung Quốc. Ông Zhao người gần đây đã quay lại đảm nhiệm một vị trí cấp cao ở Bắc Kinh, đã lên Twitter vào ngày 18 tháng 11 để tố cáo phương Tây giao giảng đạo đức, phê phán phương Tây sai lầm về vấn đề vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq. Ông tuyên bố Trung Quốc xứng đáng được hoan nghênh vì đã thể hiện cách đối phó hiệu quả với khủng bố và chủ nghĩa cực đoan ở Tân Cương. Cứng rắn và thịnh vượng là một sự kết hợp tuyệt vời. Luận điệu đó được lặp lại bởi Thời báo Hoàn Cầu, một tờ báo lá cải thuộc sở hữu của Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong một bài xã luận in kèm một tấm ảnh những người Duy Ngô Nhĩ đang nhảy múa, Hoàn Cầu ca ngợi các biện pháp quyết liệt đã giúp ngăn chặn Tân Cương không trở thành một Afghanistan hay Chechnya. Tờ báo này đồng tình với luồng tư tưởng của một số trí thức dân tộc chủ nghĩa và các nhà tuyên giáo của Đảng. Những người phê phán ý tưởng cho rằng 100 triệu người dân tộc thiểu số của Trung Quốc, nhất là người Duy Ngô Nhĩ hoặc người Tây Tạng, nên được hưởng những đặc quyền như là cái giá cho sự tồn tại hòa bình cạnh 1,3 tỷ đa số người Hán. Họ ủng hộ việc thúc đẩy một bản sắc dân tộc tập thể. Thời báo Hoàn Cầu đã đưa ra một lập luận dựa trên quan điểm đa số trị thẳng thừng trong bài xã luận của mình, cho rằng khi giới tinh hoa phương Tây nêu quan ngại về vấn đề người Duy Ngô Nhĩ, họ đã xem nhẹ quyền tất cả người Trung Quốc. Cuộc tranh chấp về Tân Cương đã là cuộc đụng độ giữa không chỉ giữa hai hệ thống giá trị mà còn giữa hai hệ thống lợi ích. Tất cả người Trung Quốc bao gồm người dân của các dân tộc ở Tân Cương hy vọng có được hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Các biện pháp giúp đạt được mục tiêu này phù hợp với đạo đức và công lý. Tờ báo viết, tờ báo này luôn đi đầu trong việc nêu các quan điểm thẳng thắn thách thức phương Tây về vấn đề Tân Cương.
Nếu xét những rủi ro mà các nhà hoạt động người lưu vong Duy Ngô Nhĩ cũng như các nhà nghiên cứu phương Tây đã phải đối mặt để đưa các thông tin về Tân Cương ra thế giới bên ngoài, thì nghe có vẻ vô lý khi phương Tây dường như khó đối mặt với sự thật hơn là với những lời nói dối trắng trợn. Đó là bởi vì nếu nhìn vào quan điểm của Tập Cận Bình hiện trong các tài liệu bị rò rỉ, đó có thể thấy quan điểm cứng rắn về Tân Cương rằng Trung Quốc rất tàn nhẫn và cần phải như vậy, lại rất gần với quan điểm của chính ông Tập Cận Bình. Các tài liệu bị rò rỉ bao gồm một bài phát biểu bí mật từ năm 2014, trong đó ông Tập nói các quan chức cao cấp nên gạt những chỉ trích của quốc tế qua một bên. Các đồng chí đừng sợ nếu các thế lực thù địch chỉ trích hoặc bôi nhọ hình ảnh của Tân Cương. Thời điểm đó đang chứng kiến các cuộc tấn công khủng bố gây chết người của phiến quân Duy Ngô Nhĩ, và trong các tài liệu bị rò rỉ, ông Tập Cận Bình thể hiện quan điểm khác với những người tiền nhiệm của ông, những người hy vọng rằng tăng trưởng kinh tế sẽ dập tắt xu hướng ly khai bạo lực. Trong những năm gần đây, Tân Cương đã phát triển rất nhanh và mức sống vẫn không ngừng tăng lên. Nhưng ngay cả khi như vậy, chủ nghĩa ly khai sắc tộc và bạo lực khủng bố vẫn đang gia tăng, ông nói. Trong các tài liệu bị rò rỉ, ông Tập đặt niềm tin vào sự giám sát toàn diện, giảng dạy ý thức hệ nghiêm ngặt và gia tăng dòng người Hán định cư vào các khu vực có người Duy Ngô Nhĩ sinh sống tập trung. Ông Tập là người có thẩm quyền tuyệt đối trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng ông cũng có thể được coi là một người theo chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc trung ương tập quyền. Và cho dù ông Tập đang thúc đẩy Trung Quốc mộng hay đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm Hán hóa, Hồi giáo, Kitô giáo và các tôn giáo khác, thì ý tưởng của ông vẫn được nhiều công dân ủng hộ. Dư luận Trung Quốc không phải là đồng nhất, và các tài liệu bị rò rỉ cho thấy một số quan chức người Hán ở Tân Cương đã chống lại chế độ cứng rắn mới, thậm chí lặng lẽ phóng thích các tù nhân người Duy Ngô Nhĩ. Nhưng người dân Trung Quốc bình thường đang sống giữa tiếng trống dồn dập của chủ nghĩa dân tộc và liên tục được nhắc nhở về những mối đe dọa khủng bố khác không xác định. Tại mỗi sân bay, nhà ga và trạm tàu điện ngầm ở Trung Quốc đều có các điểm kiểm soát an ninh, cộng với những chiếc thùng bọc thép khổng lồ trông như vạc dầu của phù thủy, nơi người ta có thể thả bom vào trong để hạn chế sức công phá. Có rất ít bằng chứng cho thấy các biện pháp an ninh như vậy bị người dân phản đối. Du lịch nội địa đến Tân Cương đã phát triển mạnh mẽ ngay cả khi các trạm kiểm soát của cảnh sát và camera giám sát đã biến khu vực này thành một khu vực chuyên chế công nghệ kỹ thuật số, với các blogger du lịch nổi tiếng của Trung Quốc này bày tỏ sự ngạc nhiên về mức độ an toàn của nơi này. Quan điểm chống Hồi giáo đang lan tràn trên mạng Internet ở Trung Quốc. Với thế giới, sự tàn bạo bí mật của chính quyền Trung Quốc đã khó đối phó, nay sự đàn áp công khai thẳng thừng còn khó đối phó hơn. Xóa bỏ những nỗi kinh hoàng ở Tân Cương có thể đòi hỏi phải đối đầu với công luận Trung Quốc cũng như những nhà lãnh đạo của họ. Không rõ liệu thế giới có sẵn lòng tiến hành cuộc chiến đó hay không. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1 tháng 10, bộ máy nhà nước Đảng có nhiều điều để ăn mừng. Một thành tích chưa từng có về phát triển kinh tế, giáo dục và đổi mới công nghệ đẳng cấp thế giới. Một vị trí ngày càng nổi bật trên sân khấu thế giới. Nhưng ngay cả khi chính quyền cố gắng hết sức để bảo đảm một cuộc diễu hành mừng quốc khánh hoành tráng, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn phải đối mặt với sự chỉ trích quốc tế dữ dội nhất kể từ năm 1989, khi họ sát hại hàng trăm người biểu tình không vũ trang tại quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh. 30 năm sau, mối quan tâm của quốc tế tập trung vào các khu vực ngoại vi của Trung Quốc như Tân Cương và Hồng Kông. Cả hai đều là những cái gai trong mắt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như Tây Tạng, nơi một cuộc tranh cãi về việc ai sẽ kế nhiệm Dalai Lama lớn tuổi có thể làm bất đồng chính kiến bùng nổ trở lại. Và Đài Loan, nơi mà sự ủng hộ của người dân đang gia tăng dành một vị tổng thống đang thách thức quan điểm của Bắc Kinh rằng hòn đảo này phải là một phần không thể tách rời của Trung Quốc.
Bất chấp các tuyên bố của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những thách thức này không phải là do hoạt động của các thế lực thù địch, những kẻ ly khai hay những tên côn đồ khuấy động rắc rối ở các vùng lãnh thổ này. Thay vào đó, chúng xuất phát từ thực tế khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền 70 năm trước. Họ không tiếp quản một Trung Quốc đồng nhất mà là một đế chế rộng lớn với nhiều dân tộc. Trong những thập niên đầu, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngầm thừa nhận quá khứ này và tự hào tuyên bố bản sắc của mình như một nhà nước đa sắc tộc. Nhưng giờ đây, dưới thời của ông Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tích cực xóa bỏ sự đa dạng về văn hóa và chính trị vốn là di sản của các thời đế quốc trước đây. Mặc dù Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa luôn tuyên truyền rằng tất cả các vùng đất mà người dân tộc kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay đều thuộc về Trung Quốc từ thời cổ đại. Chính Triều Thanh 1636 đến 1912 mới là người tạo dựng nên lãnh thổ hình con gà trống mà ta hay dùng miêu tả Trung Quốc ngày nay. Đài Loan, Tân Cương và Tây Tạng đều là những khu vực do nhà Thanh chinh phục cũng như Mông Cổ. Địa vị đặc biệt của Hồng Kông ngày nay cũng là một di sản và chính sách của nhà Thanh. Người Trung Quốc bắt đầu định cư ở Đài Loan vào những năm 1600 và vào năm 1683, nhà Thanh đã đặt các thần dân Trung Quốc và người Đài Loan bản địa dưới hai loại chính quyền riêng biệt. Về phía Tây, nhà Thanh chinh phục Tân Cương vào năm 1759 và đây là đỉnh điểm của cuộc đấu tranh lâu dài của người Mông Cổ ở vùng Dung Ha để giành quyền thống trị ở Trung Á. Triều đình điều hành Tân Cương dưới sự cai trị lỏng lẻo của quân đội, cho phép giới tinh hoa bản địa quản lý các vấn đề địa phương. Những người định cư Trung Quốc theo sau thuộc địa hóa một phần miền Bắc Tân Cương. Tây Tạng cũng vậy, bị nhà Thanh chinh phục trong các cuộc chiến với vùng Dung Ha. Nhờ sự kết hợp giữa can thiệp quân sự và ngoại giao tôn giáo, các vị Lạt Ma Tây Tạng và các hoàng đế nhà Thanh đã đồng ý về nguyên tắc về phân chia lãnh vực quyền lực tâm linh và thế tục giữa họ với nhau. Hồng Kông là một trường hợp khác, nhưng nó cũng gắn liền với đế quốc nhà Thanh và có lẽ cũng đáng ngạc nhiên với Tân Cương. Thành phố này đã được nhà Thanh nhượng cho Anh Quốc trong Hiệp ước Nam Kinh năm 1842, chấm dứt chiến tranh nhà phiến lần thứ nhất. Hiệp ước đã mở cửa cảng dọc bờ biển Trung Quốc cho thương mại với phương Tây, thỏa mãn nổi tiếng này được biết đến rộng rãi, và một hiệp ước bất bình đẳng rõ ràng là một trường hợp xâm lược của đế quốc Anh. Nhưng ý tưởng cho phép người nước ngoài quản lý các khu vực thương mại viễn biên như Hồng Kông và các cảng hiệp ước khác là một yếu tố tiêu chuẩn trong các chính sách của nhà Thanh. Thật vậy, người Nga đã giao dịch tại một vùng đất như vậy ở Kieta tại Mông Cổ thuộc về nhà Thanh kể từ năm 1727. Trước chiến tranh nha phiến lần thứ nhất, nhà Thanh phải đối mặt với một thách thức bên ngoài biên giới phía Tây Tân Cương, tương tự như thách thức sau đó họ phải đối mặt từ người Anh. Các thương nhân từ Hàn Quốc, Korean liên tục tấn công Katga để đòi các đặc quyền thương mại. Sau nhiều năm bất ổn, nhà Thanh và Koken đã đạt được thỏa thuận ở mở một khu vực thương mại, cho phép các quan chức Koken áp dụng luật riêng của họ và thu thuế mậu dịch để đổi lấy quyền quản lý thị trường Kaga và trao quyền tối huệ quốc cho thương nhân và các vùng đất khác. Nhiều quan chức nhà Thanh từng đàm phán hiệp ước Koken năm 1835, sau đó đã đàm phán với người Anh và các điều khoản chính của hiệp ước chấm dứt chiến tranh pha phiến và lần thứ nhất và vào những năm 1840 được lấy từ các điều khoản trong hiệp ước Koken. Các khu vực thương mại có thể là một sự áp đặt của nước ngoài, nhưng chúng cũng là một công cụ của nhà Thanh. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền năm 1949, họ đã ngầm thừa nhận quá khứ để đế quốc giống như Liên Xô, một nhà nước xã hội chủ nghĩa khác, đã lên án chủ nghĩa đế quốc phương Tây trong khi chính nó nắm quyền trên một đế chế cũ.
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không muốn trông giống như một kẻ thực dân xấu xa, vì vậy họ thừa nhận sự đa dạng sắc tộc của các dân tộc trong lãnh thổ mà họ kiểm soát bằng cách công nhận 55 dân tộc khác nhau bên cạnh người Hán, và đảng cũng thành lập các chính quyền tự trị danh nghĩa ở các khu vực không phải là đa số người Hán, ở chính nơi mà nhà Thanh đã cai trị thông qua giới tinh hoa bản địa không phải người Hán, bao gồm Tần Cương và Tây Tạng. Các đặc khu kinh tế mà Đặng Tiểu Bình thành lập vào cuối năm 1970 tại Thâm Quyến và các thành phố khác của Trung Quốc đã làm hồi sinh một tiền lệ của nhà Thanh. Những đặc khu này trông rất giống với các khu thương mại truyền thống ở Kia Kra, Cát Ga, Hồng Kông và các cảng hiệp ước, và giống như các khu thương mại nhà Thanh. Họ tạo điều kiện cho thương mại bằng cách cấp các đặc quyền pháp lý và thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài. Tương tự như vậy, lời hứa một nhà nước, hai chế độ, nguyên tắc được cho là sẽ bảo đảm cho Hồng Kông quyền tự chủ cao và đóng vai trò mà Bắc Kinh hy vọng là một mô hình cho sự thống nhất Đài Loan trong tương lai, cũng là một chính sách giống với chính sách của thời nhà Thanh. Có thể nói, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong thời kỳ đầu đã thừa nhận và dựa vào truyền thống của nhà Thanh với những cách tiếp cận linh hoạt đối với sự đa dạng và vấn đề chủ quyền. Nhưng qua thời gian, đặc biệt là kể từ khi ông Tập Cận Bình nắm quyền năm 2012, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từ bỏ truyền thống tương đối khoan dung này, trong khi tăng cường việc đồng hóa dân tộc và sự cứng nhắc chính trị. Ngày nay, thay vì tôn vinh sự độc đáo của các tầng nền văn hóa riêng lẻ, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng thúc đẩy một phạm trù đơn nhất gọi là Trung Hoa, một loại bản sắc liên Trung Quốc. Mặc dù được cho là bao gồm tất cả các dân tộc, nhưng phong tục và đặc điểm của Trung Hoa thực tế lại rất giống hệt với phong tục và đặc điểm của người Hán. Chính phủ bây giờ gọi tiếng quan thoại, trước đây gọi là tiếng Hán, là quốc ngữ, và mạnh mẽ ép buộc việc sử dụng nó trong các trường học và địa điểm công cộng. Mặc dù tự do ngôn ngữ và việc sử dụng chính thức các ngôn ngữ địa phương vẫn được bảo đảm bởi hiến pháp, Trung Quốc từng tích cực ủng hộ xuất bản và giáo dục song ngữ với các ngôn ngữ không phải tiếng Hán. Bây giờ, các cửa hàng sách của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương trống rỗng và bị đóng cửa. Ở Tân Cương và Tây Tạng, giáo dục song ngữ đã được thay thế bởi tiếng quan thoại, và những người ủng hộ việc học tiếng Duy Ngô Nhĩ và tiếng Tây Tạng đã bị đàn áp. Các nhà chức trách đã loại bỏ các chữ viết Ả Rập ra khỏi công cộng trên mọi miền của Trung Quốc, bao gồm cả từ Hala trên biển hiệu của các cửa hàng và nhà hàng, các chương trình truyền hình tiếng Hoa và không phải quan thoại đang biến mất khỏi các chương trình phát sóng ở Trung Quốc. Tiếng Quảng Đông đang chịu áp lực tại Hồng Kông cũng như các tỉnh Quảng Châu lân cận. Tương tự, nhân danh việc Hán hóa tôn giáo, nhà nước đảng của ông Tập Cận Bình đang xăng bằng các nhà thờ Hồi giáo và nhà thờ Công giáo, đồng thời phá hủy các trung tâm tu viện Phật giáo rộng lớn ở Tây Tạng và La Rongga và Gia Chen Ga, trục xuất các tu sĩ và nữ tu, đưa một số người trong số đó vào các trại cải tạo như những trại hiện nay đang giam giữ khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng áp đặt giáo dục yêu nước vào các trường học ở Hồng Kông để thực hiện việc giảng dạy phiên bản lịch sử của Đảng. Khi cử tri Đài Loan bầu một nhà lãnh đạo mà Bắc Kinh không thích vào năm 2016, ông Tập đã đe dọa sử dụng vũ lực và ngăn khách du lịch đại lục đến thăm hòn đảo này. Những chính sách này đã làm suy yếu di sản của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về sự linh hoạt hành chính và khoan dung tương đối đối với các dân tộc, đồng thời khiến nó bị quốc tế chỉ trích, làm trầm trọng thêm căng thẳng và làm suy yếu tính chính danh của Đảng. Hơn nữa, các trại tập trung sẽ không biến người Duy Ngô Nhĩ và người Kazakh thành những người Trung Quốc trung thành, chịu ăn thịt lợn và coi thường lễ Ramadan. Bạo lực của cảnh sát sẽ không khiến cho người Hồng Kông từ bỏ đòi hỏi quyền tự trị được hứa hẹn trong luật cơ bản Hồng Kông. Đàn áp tôn giáo và phỉ báng Đức Dalai Lama sẽ không khiến cho người Tây Tạng yêu mến Đảng. Các mối đe dọa quân sự sẽ không làm cho người Đài Loan cảm thấy gần gũi hơn với đại lục.
Giấc mơ vô vọng của Tập Cận Bình về sự đồng nhất chính trị và văn hóa không chỉ đi ngược lại với cách tiếp cận truyền thống của Trung Quốc đối với sự đa dạng. Chính sách đồng hóa của Tập Cận Bình còn thúc đẩy chính sự bất ổn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hy vọng né tránh từ lâu. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.